Đây mọi người, đó đây là Peter mà tôi vừa thả được ở ngày hôm qua nha. Thì ngày hôm qua do trễ quá rồi thì cũng không có quay được, chỉ thả vô xong rồi thả bịch xuống thôi. Thì hôm nay tôi quay lại cho mọi người xem cái khoảnh khắc làm mấy bé nè. Ok, hello xin chào anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ken Vlog nha. Thì hôm nay thì đây có hai bé này, bé này nó trốn rồi, tôi thả thêm cho cái hồ có thêm mấy cái cây rong và cái hang cho nó trú, thêm cả cái lũ sula gì đây nè, đó lũ cho tép á. Còn bể bên đây thì do nó bị hơi mờ anh em, bởi nó bị con này thả vô á. Cái con này nó kỳ lắm nha, con này tự nhiên nó đi nó cà cá mọi người nè, nó cà mấy cái phân nền này, nó cà bụi bay tùm lum luôn. Còn con bên này thì hiền khô à, con bên này nấp luôn à, nó không có đi cà cái phân nền đó, thấy không? Nó cà phân nền mà đục bể luôn nè. Rồi mình thả ít cá chăm vô, tôi vừa thả cá chăm vô nè chứ không thử mấy con tôm này á nuôi á, xong rồi nó lên lăng quăng luôn mọi người, kiểu như là không có, nó không có ăn lăng quăng á, lăng quăng nổi trên mà nó đâu bắt đâu đó. Thì mình thả cá chăm vô, thường thường thả cá chăm vô cho nó hợp lý chứ mấy con tôm này cũng bắt cá chăm không, tôi thấy thả cá vô nó không ăn cá chăm gì hết mọi người đó. Rồi tôi mua thêm ít khóm bibon nè, khóm dành cho tép á, tép cảnh á, cho nó ok trong việc nó lột xác mọi người, chứ không lột xác là nó bị to á. Nhưng mà thường thì dòng dòng volcano này, dòng volcano là dòng god thì phải, không nhớ là god hay là dead vậy tôi cũng nhớ nữa, nhưng mà tôi nhớ là volcano này nó rất là khỏe, sống rất là trâu dai luôn, lột xác không cần khó mọi người. Nhưng mà mình chỉ việc chăm thức ăn cho nó được rồi, như xác tôm nè, mua mấy con tép tép mồi anh em, tép mồi tôm mồi rồi đó, mình mua về mình luộc xong rồi mình thả xuống cho nó ăn để bổ sung canxi cho nó. Con này thì nó cái phần nền này tại cái hồ này á, thì là do hồi trước mình tôi tính định nuôi tiếp, nhưng mà xong tự nhiên thấy anh kia bán thanh lý lại nè, thì mua luôn một cặp tôm về luôn đó, xong rồi thả vô hai hồ này mọi người đó, một hồ trong một hồ không không trong nè. Con này kỳ lắm nha, mà mấy con này nó hay nè anh em thấy không, sau một đêm thôi là nó đẩy hết phần, nó đẩy hết cái phần nền đi ra luôn mọi người đó, nhìn đây thấy không? Khu đó trống trải luôn, khu nó sạch sẽ luôn, không có phần nền gì hết đó, nó đẩy ra hết luôn cho chứ phần nền nó tuốt lên trên kia lần cơ, xong nó đẩy con này, nó đẩy ra ngoài đây hết luôn nè đó, nhìn thấy không, đẩy hết ra hết ngoài đây luôn, không biết tập tính nó kỳ nè. Rồi bọn này thả ốc táo vô, hơn là có ốc táo nha, chứ thường thường tôi thấy cho trong bể này tôi có một con ốc táo đỏ nữa cơ, ốc táo đỏ lớn á bị con này ăn rồi, mấy con này hung dữ lắm này đó, nó không có bắt cá này, đi thấy không, con cá chăm bơi xuống dưới mà nó không thể bắt luôn này, nó chỉ nơi đồng ốc thôi. Con ốc này như đồ chơi nó vậy á, nó cứ chạy tới nó gặp nó con ốc đi nữa cơ đó. Xong rồi rồi thức ăn thì cho ăn tại ảnh cho ăn lá dâu mà, ảnh kêu ảnh cho nó ăn lá dâu mà, còn mình thì mình không có lá dâu, lá dâu thì cũng phải mua mọi người đó. Này con này trốn rồi, nhưng mà tôi có cái hộp thức ăn cho rùa này, đây mình xem nè, thăng viên á đó, thăng viên này, đây thăng viên nha, tôi thả vô. Mấy con này bắt mùi nhanh lắm, thăng viên tại thường không có chỗ cho nó chèo lên trên nên tôi sẽ thả cái hồ này, thì tôi thả chỗ này nè đó, à, chứ chỗ gần cái cây á, cho nó leo lên. Rễ nhiều quá như thế này thì nó cũng không có ăn mọi người. Khi mà mình nuôi á, thì mình trồng thêm ít cây rong bèo rồi lục bình phải cực kỳ rễ nhiều nha. Ô lộ, không phải lục bình cái gì, chầu bà quên mất quên mất đó. Con này thì không biết nó bắt được cái này không, thôi tôi chỉ thả chỗ này giờ trồng đi cho nó leo lên nó bắt. Nè coi nè, lấy nó thử đụng mùi cái lại lên mọi người coi nha, cũng kỳ chốt không ạ. Tụi này thấy cũng khôn lắm, cũng dễ thương lắm. Tối á, đi tới xong tự nhiên mình đi tới á, nó chạy ào 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 tới đây nó nè mọi người, chạy ào tới á, như cho đòi ăn vậy á. Lát có bắt được mùi cái là coi như nó như bị điên lát coi như bị điên mọi người.
Này, cái dưa leo này, đây là dưa leo tôi vừa mới hạ xuống ăn cũng hết xong, dưa leo trồi lên lại rồi, xong chắc phải vớt ra quá, vớt ra bớt chứ không nó cũng đâu có ăn đâu. Thì lần đầu tiên nuôi thử cũng không biết là có dễ hay không, nhưng mà tôi thấy cũng khá dễ đó mọi người. Mấy con này cũng không có quá khó nuôi, chỉ cần có một cái nền thôi, hình như nền nào cũng được á. Chẳng qua tại nền này lúc đầu mua về tính xếp cho bể tiếp, nhưng mà thôi bỏ vô luôn cũng được. À, giờ bữa chia sẻ kinh nghiệm nuôi thử thôi, tôi cũng nuôi thử mang tiếp coi thử nó ổn không. Nhiều anh em kêu nuôi tiếp khó lắm hả, nuôi thử mang tôm này khỏe không nè, mà cực kỳ thấy tụi này khỏe luôn mọi người. Không có kiểu như là người ta bảo là nó hay chui ra khỏi hồ á, một đống cá chăm nó đi lên nó ăn vậy đó. Mình thả mấy lâu lâu thả mấy viên này vô cho cá chăm nó ăn luôn, chứ mình mà chỉ thả mấy cái dưa leo hay là lá dâu bầu bí gì đó thả xuống thì cá nó không ăn, thì sợ cá chết thôi đó. Cá chết thì tôm nó cũng ăn đó, nhưng mà thôi thì mình cứ hạn chế được đó. Cá chấm đói này ừ. Đó rồi xanh đi ra là lên em ừ. Anh em này cái thấy mùi đã lên liền, thấy mùi đã ra liền. Con này con đực, con này là con đực đẹp lắm ừ. Càng xanh rồi nó đẹp, dòng này dòng một khay nồ mọi người ơi. Đó dòng một khay nồ. Còn bên đây con cái này, con cái mua về bị mất cái chân. Bên kia kìa bạn ơi, đi đâu vô ra trong này. Em thấy điều không? Đó. Rồi lấy nó chiều lên nha. Thường thì cách thả hả? Cách thả thì thả bình thường, tụi này nó trâu lắm mọi người. Trâu lắm nên mình thả sao cũng được á. À, cũng không phải thả giống tép đâu, bạn chỉ thả y như cá được rồi. Về ngâm bệnh nếu mà đi xa quá đó nên đùi được kia. Nếu mà ngâm bệnh đi xa quá thì mình về ngâm thôi, ngâm vô rồi xong thì độ nước môi trường cân bằng rồi, rồi mình múc ít nước hồ mình bỏ vô, xong rồi để chừng 10 phút 20 phút á, rồi mình thả nhịn từ 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 tự động chui ra thôi là ok rồi. Tụi này khỏe lắm. Rồi anh em kêu là nuôi tụi này á, thì mình nên đậy hồ lại, nhưng mà tôi không đậy, tôi đâu thấy nó chui ra đâu. Nhiều người bảo là nó sẽ chui ra thì đó, nó lợi theo cái đường cây á, lợi dụng theo đường cây, đường dây oxy á, nó sẽ chui ra đó. Thì nó cây thấy bên kia kìa đó, đang đô lên này mọi người. Mấy thanh niên này lâu lâu cho ăn mấy thứ ăn viên, đây là thứ ăn viên dạng tôm, tôm viên cho rùa ăn đó mọi người đó. Rồi xong nó sẽ đu lên cây, lâu lâu cho nó tập thể dục luôn. Còn con này thì không thèm luôn, không thèm ăn gì luôn, bể cần nhiêu đây thôi là đủ sống rồi, đủ nó bụng tôm rồi. Mọi người con bên này nhìn đậm màu hơn, hình như con đực nó đậm màu hơn con cá mọi người, tôi cũng không biết nữa, nó sẽ bữa nghiên cứu thử xem sao đó. Nó đu lên nè, còn khác cho tôm ăn thôi mọi người. Tại khi mà mình trồng nhiều rễ như thế này á, nó bấn cũng không hết đâu. Thường là nó phá nền đấy, nó phá nền là như thế nào, phá nền phá cây, cây tí sinh trồng vỗ lan, nên mình phải trồng mấy cây dạng nổi á đó, đu lên vậy em gớm chưa đó. Cái hãy ăn trên mặt nước này nè, cái rồng nó chỉ mắt hả, đó đang đu lên nè, xong lấy xuống xong bỏ vô miệng đứng trên đó luôn. Đó, nó gặp bỏ vô miệng rồi đó, anh thấy không, đang ngờ thấy không đó. Coi gì dễ thương ghê á, đến như đó luôn. Nó có nhiều càng lắm mọi người nè, hai càng lớn nha, rồi còn thêm hình như thêm hai ba càng nhỏ gì trong nữa nè. Đón này đón ăn, chừng cho nó ăn một hai viên rồi đó. Sáng cho nó ăn, tối cho nó ăn nữa, lâu lâu thay đổi khẩu phần ăn thôi, ngày cho ăn thực vật, ngày cho ăn thân viên, rồi tạm có lá dâu. Thường thường mấy này thích ăn lá dâu đó mọi người,
lá bàn cũng được nữa. Ủa, đó con này đẹp đẹp thì còn con bên này nó phá, nó quậy nền lên nhìn dơ lắm mọi người, người nó cũng dơ nữa, bám lên luôn. Thôi quay con này đi, con kia thì không có chỗ để cho bám thang lên, nhưng mà tự nó cũng lấy được mọi người, không biết nó làm một cách vi diệu nào đó thì lấy được. Thôi vậy thì nội dung của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye. Nếu anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi, và đừng quên ấn nút chuông bên cạnh để cập nhật được nhiều video mới nhất từ kênh nha. Cảm ơn mọi người.